bông bóng để giơ hai tay. Rồi, ai không muốn quà, không muốn bông bóng giơ hai tay nhảy thật cao. Yeah. Nguyên cái đám bên kia luôn. Nào, muốn quà, muốn bong bóng á thì mình phải chơi sung nữa. Ăn no rồi mình phải chơi sung, mạnh dạn lên ha. Đã có ô mô nên không có sợ vết bẩn đâu. Rồi, đơn giản rồi, bây giờ nè, tỷ số đếm. Giỏi. Giỏi. Mạnh mẽ lên nào. Ba. Giỏi. Bốn. Giỏi. Năm. Sáu. Giỏi. Trở lại nhưng mà bằng tiếng Anh coi. Tiếng Anh số 1 là gì? 1. Giỏi. 2. 9. Giỏi. 4. Rồi giỏi luôn. 5. Xong đến mấy nào? 5. Ờ được nhá. 6. Giỏi. 7. Very good. 8. 9. 9 xong. Rồi, 1, 2, 3, thổi, cố lên. Cố lên. Cố lên nào. Được không? Được không? Cố lên. Vâng, kiếm mọi người xem ai là ai nhất, uống giỏi nhất, nhờ thổi cố ai. Cố lại bận nhất thì lên đây lấy quà. Cố lên nào. Là 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 là. Ở đây tí thôi mà. Nào, còn 10 giây thôi nào. Nhanh lên. Nhờ xem ai là người ăn ngoan hết vậy. Cố lên nào. Ôi trời ơi, đồng bự quá. Chạy đi nhờ, nhanh lên. Rất là nhiều người lớn kìa, chạy nhờ, nhanh lên. Vâng, giờ xin mời các cô, các chú, các chị hãy trợ giúp cho bé để bé lấy quà đi ạ. Kìa, nhờ nhanh lên. Còn 30 giây thôi, nhờ nhanh lên nào. 5 4 3. Nhanh lên không kịp. 2. Thảo ơi, lại đây nào. Rồi ai thổi bong bóng cho con vợ? Mẹ. Mẹ hả? Trời ơi, kêu xuống coi ai là người ăn ngoan uống giỏi thổi bự lấy quà. Để cho ba, nãy giờ ba ngồi ba uống không à. Đưa cho mẹ thổi chút ép về sau lấy quà trời. Uống vô. Rồi các bạn à, đưa ra coi. Xin mời bạn đồng đầu tiên đứng lên đây. Bạn thứ hai, bạn này đứng lên đây. Wow, hai bạn độ bóng bóng bự ngang nhau. Chú Hề không biết là ai thắng đây bây giờ. Chú Hề xin mời tất cả quý vị làm ban giám khảo. Hai quả bóng bóng đó. Bạn bạn này với mã số 01, bạn này với mã số 02. Quý vị thích quả bóng bóng nào bự nhất cho một chàng hót tay thật to để chú Hề mới đi biết đường cho quà. Ai đồng ý chứ chú Hề mới đi quả này là quả bự nhất ạ. À? Trời ơi, hôm nay đi chơi không mang theo fan. Rồi, ai đồng ý mà chú Hề mới đi quả này quả bự nhất cho chàng hót tay ạ. À? Trời, thuê bao nhiêu người fan hâm mộ vậy? Rồi, vậy là với game show đầu tiên bạn Đồng đã xuất sắc được cái quả bóng bóng bự nhất. Phần thưởng của con đó chính là một phần thưởng trị giá trên 1.000 đồng, dưới 1 tỷ đồng, cây kẹo mút 1.500. À, giờ đây các bạn còn lại có muốn không? Rồi, nhiệm vụ thứ hai cho tất cả các bạn còn lại. Trước tiên, trước khi làm nhiệm vụ thứ hai, chú Hề xin mời tất cả các bạn hãy gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến với tất cả quý vị đã thổi dùng các bạn quả bóng bóng được không nào? Rồi, 1, 2, 3, cúi đầu xuống, chúng con cảm ơn. 1, 2, 3. Dễ thương. Bây giờ các bạn còn lại ai muốn quà? Rất đơn giản thôi. Trong 10 tiếng đếm của chú Hề mini tiếp theo đó, 1 phút bật nhạc đi cho lâu. Các bạn nhanh chóng chạy xuống. Đã nhờ những người đã thổi dung bình quả bóng bóng, cảm ơn thêm lời nữa. Nhờ thêm một nhiệm vụ nữa, đó là làm bể quả bóng bóng nhanh nhất. Cầm cái xác bóng bóng lên đây, ai nhanh nhất lấy quà. Nhưng với điều kiện không chơi làm bể bằng tay à, không chơi làm bể bằng tâm, không chơi để xuống chân bùm, mà phải làm bể bằng mông à. Thảo ơi,
các mẹ làm nổ bong bóng cho con nhanh nhất lấy quà ha. Đó, làm bể cái bong bóng bằng mông, cầm cái xác bong bóng ra đây, ai nhanh nhất lấy quà. Các bạn có nhớ ai là người thủ bong bóng cho mình không nào? Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Chứ bật nhạc là các bạn chạy nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Đồng, bước lên đây con. Ai là người làm nổ bong bóng cho con? Chú này đúng không? Chú làm nổ bong bóng bằng gì? À, bằng bông, chính xác. Còn con, ai làm nổ bong bóng cho con? Mỡ. Mỡ làm nổ bằng gì? Trời ơi, bằng đứt. Dễ thương. Được. Đây, còn ai? Bây giờ chú hỏi tổng thể là trong tất cả bạn ai là người đưa xuống làm nổ cái bong bóng bằng tay, giơ tay. Trời, Thảo giơ tay cao dễ sợ. Mỗi bạn hai cây luôn. Đó. Lấy con lửa nữa.